Lên bắn đi trời. À đây gì cái núp trong trụ không vậy? Anh Tân. Anh Tân. Anh Tân. Cái gì kêu dịch ngược vậy Hoàng? Cái anh đang ở đây không anh? Anh đang chưa có tới, có gì em cứ nói với anh đi. Thì hôm bữa mình mua quà lưu niệm á, rồi bên đối tác người ta còn dư kinh phí, người ta gửi tiền mặt qua cho mình nè. Em muốn đưa cho anh An. Rồi rồi, em cứ để đó đi, chút nữa anh đưa cho anh An nha. Nè, anh cũng có trách nhiệm với cái số tiền này nha. Em nói vậy là sao? Bỏ lấy tiền này anh xài hay gì? Ai biết đâu, chứ bây giờ lỡ có chuyện gì em cũng phải có trách nhiệm mà. Rồi rồi rồi, rồi. Để đi, chút anh đưa cho anh An. Lên đi trời. Đáng chơi mà nào nó gọi nữa. Alo, tao nghe nè. Chưa có lương mày ơi. Rồi rồi rồi, tao qua liền. Giờ sao ta tiền đâu đi mua giờ. Chưa có lương nữa. Hay là Tình hôm nay kêu sao kêu lên sớm ở đâu rồi trời? Hoàng ơi. Dạ dạ em đây. Dạ. Sáng giờ anh thấy Tình đâu không? Ủa hồi nãy anh mới ở đây mà. Là nó lên công ty rồi hả? Dạ. Ủa dạo gần đây em có thấy nó hay lên công ty xong rồi bỏ ra ngoài vậy không? Dạ em cũng không để ý lắm. Anh bên đối tác người ta gửi cho anh 30 triệu tiền mặt á. Hồi nãy em để trên bàn. Anh lấy chưa? Chưa. Anh có nhận được tiền gì đâu. Ủa hôm nãy anh tin ảnh nói là để đưa lại cho anh đó. Thôi được rồi, em ra ngoài đi. Cảm ơn em, để có gì anh nói với nó. Dạ. Này để tiền đâu trời. Trời, nay lên công ty không làm việc mà chơi game nữa hả? Thằng này riết rồi. Hôm nay từ từ bình tĩnh nói chuyện. Dạ em chào anh. Anh là anh Phương đúng không ạ? Ừ. Dạ em được thằng bạn giới thiệu qua đây để mua ạc game. À đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Nhớ đâu nhớ đâu. Ủa cô em ở nhà rồi chọn được cái nick nào chưa? Dạ cũng có. Em cũng coi qua nhiều nick, thấy nhiều skin VIP quá, em ưng quá cho nên em chạy qua đây em mua luôn. Ok. Anh thích cái tính chú mày rồi ạ. Đây. Bây giờ anh cho chú mày coi luôn nha. Đây. Đây là một số nick mà anh đã up level lên rồi nè. Skin, skill là đủ hết. Dạ anh cho em mượn. Coi thoải mái. Trời, sao mấy nick này VIP vậy anh? Chắc nạp vô nhiều lắm hả? Chú, không phải hỏi mày. Mẫu nick là anh mày phải cúng vô trong đấy là cũng tầm 60-70 củ vậy. Chỗ anh em quen biết là anh chỉ đỡ rẻ cho mày là 30 củ thôi. Dạ rồi em ghiền quá. Mà anh, hình như là mấy cái nick này là chính chủ hết đúng không? Tại vì nếu bây giờ em mua thì anh sẽ trao đổi thông tin qua cho em chứ hả? Đâu có đâu. Mấy nick này là anh tạo anh chơi thôi chứ. Bây giờ chú mày cứ lụm nick gì à. Chú mày chơi thử. Rồi còn cái chuyện thông tin thì mình tính sao. Ok không? Dạ. Tại vì em thấy bình thường á, mấy cái ạc này á, lúc mà người ta đăng ký tài khoản á, thì người ta đăng ký bằng số điện thoại với lại email đồ á. Ui dồi, sao quá, lẹ. Chỗ người quen giới thiệu mà sao chú mày nãy giờ cứ ý kiến còi hoài vậy ta? Trời đất ơi, người ta bỏ tiền vô mấy chục triệu, người ta cày cái nick lên level đây, người ta không tiếc thì thôi. Chú mày mua nick chú mày tới tận chỗ chú mày check rồi bây giờ ý kiến cái cò nữa. Thôi không mua thôi đi gì đi ông nội. Dạ không anh, em không có ý đó. Thôi bây giờ anh cho em hỏi thêm câu nữa đi. Là ví dụ bây giờ em mua cái nick này về em chơi thì khoảng tầm một tuần sau em bán chắc có lãi anh nhỉ? Anh đù. Nhìn chú mày bộ dạng khờ khờ mà sao khôn dữ mày. Mua nick gì chơi hay mua nick gì bán vậy? Bao lời? Anh đảm bảo uy tín là bao lời? Giờ anh nói chú mày nghe nha. Mấy cái nick này ha, mày rớ cho chiến thủ một cái nó hốt mày 60-70 củ liền. Không, chỗ anh em mình ấy là anh đỡ rẻ cho mày là 30 củ thôi. Không lành chưa? Dạ vậy cũng được, tại vì em thú thiệt với anh thì tiền này em cũng mượn cho mấy tiền của em. Hiểu rồi, uy tín luôn. Rồi giờ chú mày tính chuyển khoản hay là tiền mặt? À, dạ em có tiền mặt đây luôn anh. Anh lại thích chú mày cái tính này nữa rồi, móc tiền ra. Đấy, ngon lành. Đỡ đây, móc điện thoại ra, anh chuyển thông tin cho. Dạ. Đây.
cái thằng này. Tên. Tên. Dạ sếp. Tại sao bây giờ tối rồi, hết giờ làm việc rồi, không đi về đi, ngồi đây làm gì? Dạ sếp, em đang bận chút việc, em chưa có về. Bận việc hả? Em có biết là em nói xạo rất dở hay không? Đang chơi game đúng không? Dạ, sao sếp biết hay vậy? Em đang leo răng đua top cho nên chưa có về sếp. Anh không nghĩ là em theo anh một thời gian mà bây giờ em lại hành xử như vậy đó. Dạ, đâu có đâu sếp, em chơi chút xíu em về à. Chơi chút xíu hả? Đây là công ty, là chỗ làm việc chứ không phải là chỗ chơi game. Muốn chơi thì về nhà mà chơi. Dạ, nhưng mà sếp ơi, máy nhà em không có đủ mạnh hả sếp? Không đủ mạnh hả? Hình như là em thấy anh coi trọng em xong rồi bây giờ em lừng mặt với anh đúng không? Ừ. Nói câu nào là trả treo câu đó là làm sao? Dạ em không có ý đó sếp. Không có ý đó hả? Anh nhắc lại một lần nữa, đây là công ty, là chỗ làm việc chứ không phải là chỗ cày răng leo top. Bữa giờ lơ là công việc anh không nói thôi, bây giờ em coi thường quy tắc công ty là coi thường luôn cả anh hay sao? Dạ thực sự là em không có ý đó mà sếp. 30 triệu đâu? Để em quên mất, để qua tầng em đem lên cho sếp nha. Tại sao lại qua tuần mới đem lên? Trong khi Hoàng đưa tận tay cho em hồi tuần trước rồi mà. Dạ tại bữa giờ cũng lu bu nhiều việc quá anh. Anh cho em một cơ hội cuối, 30 triệu đó ở đâu? Ở đâu? Em lấy tiền đó em mua ạc để chơi game rồi. Tại vì em chưa có lương cho nên em mới làm vậy. Em cứ nghĩ là em chơi được thời gian xong em bán em kiếm lời để em trả lại cho công ty, trả lại cho anh. Vậy tại sao một tuần rồi vẫn chưa trả tiền công lại cho công ty? Dạ em cũng không biết nữa anh. Em mua cái ạc đó xong về em chơi được có 2 ngày à. Xong em không có đăng nhập vô cái ạc đó được nữa. Rồi em có gọi cho thằng bán không bắt máy. Em qua tới tận nhà luôn cũng không thấy nó. Cho nên là em nghĩ là em cày lại cái ạc khác, rồi em ráng em cày để em bán kiếm tiền em trả lại cho công ty à. Theo anh bao nhiêu lâu nay mà anh không ngờ có một ngày em lại hành xử như người sai trái mà anh và em đã từng bắt ở ngoài kia đó. Em có biết là em đang bị lừa hay không hả? Dạ có, nhưng mà giờ em cũng không biết sao nữa sếp. Làm sao là làm sao? Anh nói cho em biết, làm gì cũng phải có chừng mực. Không phải muốn làm gì thì làm, muốn gì thì nói anh biết một tiếng. Anh cho em ứng lương được mà, tại sao lại dùng tiền công để lo cho việc tư như vậy? Kể từ ngày mai anh không muốn chuyện này tái phạm nữa đâu, nghe chưa? Chỉnh đốn lại đi. Dạ em xin lỗi sếp. Rồi bây giờ đi về đi, còn có chuyện đó để anh giải quyết cho. Chào anh trai. Thấy lựa nãy giờ hơi lâu rồi á, còn có nhiêu thâu á, không mua là tôi bán cho người khác á. Mà mấy cái nick này anh có bán cho tôi xong anh có đưa thông tin cho tôi luôn không? Chứ vậy? Chứ mấy công vậy? Phải sang tên lại cho tôi chứ. Đâu cần. Đăng nhập vô cái chữ luôn chứ sang chơi vậy? Ủa. Đăng nhập rồi xong mà chung thông tin với anh rồi xong mà tôi chơi được vài bữa anh đổi bát lấy gì tôi chơi? Tôi biết kiếm ổng đâu không? Trời, sao làm vậy được? Làm người ai làm vậy? Rồi lỡ ông không phải con người rồi sao? Không có chuyện đó đâu. Uy tín, đảm bảo uy tín. Thôi nhưng mà giờ bán ạc cho người ta thì bán luôn cái thông tin rồi đổi thông tin hết lại cho người ta đi chứ, tự nhiên để như vậy rồi chơi chung vậy xong được thôi. Thì bây giờ anh trai cứ mua đi. Rồi em hỏi thông tin chính chủ xong cái em bắt cho anh trai sao? Thôi. Thôi. Giờ tiền trao cháu mất à. Anh đưa thông tin cho tôi trả tiền cho anh rồi xong, đơn giản, lẹ, rớp rẽ. Chùa. Ê, ông là môi giới bán ạc hả? Đúng rồi. Nghe. Tôi có cả nè. Có đầy đủ thông tin luôn. Ngon hả? Đâu. Coi. Cạc này tôi đĩa bát cho nên không tốn đồng bạc nữa. Ông coi được tôi bán rẻ cho ông. Anh em mình có qua có lại. Thâu cho anh nậu. Cái gì vậy? Nick này nick thơ mà nick chính chủ đâu. Ủa vậy là ông cũng nhận ra cái ạc này là cái ạc ông đem đi lừa đảo của người ta, bán cho người ta xong rồi đổi bát lại hả? Ừ, thì... Ê thằng kia, mày làng nào? Mày nhắm mày không mua mày đi về nha, đừng có phá chuyện làm ăn của tao nha. Trả 30 triệu ra cho tôi. Gì nữa ông thần, 30 triệu gì trả mày? Vậy là anh không chịu nhận tội đúng không? Mày cười người ta, có tàu đâu nhận. Vậy thì dẫn nó lên phường đi, để coi nó biết tội nó là cái gì. Ê, phan. Anh trai. Bây giờ em nhận, em sẽ khai hết sự thiệt ra. Anh trai đừng có đưa em lên phường nha. Chuyện là vậy, em không phải là chủ mưu. Em chỉ là người mâu giới, bán ạc, kiếm tiền, kiếm cơm qua ngày thôi. Em khai hết rồi nha, đừng đưa lên phường nữa nha. Hứa đâu ạ, hai người hứa đâu ạ. Tôi đâu có nói là anh khai hết xong mà tôi không dẫn anh lên phường đâu. Ủa gì vậy?
đẹp trai mà sao lật lòng vậy? Hồi nãy hứa là khai rồi, không đứa lên phường mà. Phố nào? Ủa? Chứ anh trai, bây giờ mình đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại anh trai. Anh trai bỏ qua lần này cho em đi anh trai. Thà là anh chạy đi chứ anh quay lại chị để tôi đánh. Dẫn đi.